huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đang thay đổi diện mạo câu lạc bộ Agribank Hoàng Gia Lai một cách rõ nét. Từ phong cách chơi bóng đến thành tích thi đấu, ông xứng đáng nhận được sự tôn trọng về năng lực chuyên môn. Trong ngôi sao V-League số này, khán giả của FPT Play sẽ hiểu hơn về những nỗ lực hiện tại và kỳ vọng trong tương lai của vị huấn luyện viên 60 tuổi nhằm tái cấu trúc đội bóng phố núi. Xin chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng tôi sau một ngày trận đấu giữa đội Agribank Hoàng Gia Lai đối đầu với Thép Xanh Nam Định và tỷ số là hòa một đều, thì huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đã dành thời gian cho nhóm phóng viên của FPT Play có cuộc trao đổi với ông để hiểu hơn về đời sống bóng đá trong thời điểm hiện tại nó khác gì so với trước đây. Tôi là Tuấn Anh, phóng viên FPT Play. Vâng, thưa huấn luyện viên Vũ Tiến Thành, học viện bóng đá Agribank Hoàng Gia Lai trong thời điểm hiện tại nó khác gì, nó có những cái điều gì mới mẻ so với học viện GMG trước đây? Chúng ta biết rằng là GMG trước đây là học viện GMG là đào tạo một lứa cái cầu thủ là Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn vân vân. Thì sau đó thì hiện nay thì cái thương hiệu đó được trao về cho Nutifood. Riêng học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai thì đã được mang cái tên, hiện tại thì chúng tôi mang cái tên là học viện bóng đá Agribank Hoàng Anh Gia Lai. Thì chúng ta biết là GMG thì cái định hướng mà đào tạo thì họ đào tạo, mà chúng ta nói theo cái cách rất là nôm na đó là đào tạo gà nồi, đào tạo những cầu thủ xuất sắc. Mà đây là một trong những cái chương trình mà được trước đây là như ông Arsene Wenger của Arsenal là khuyến khích để đào tạo các cái cầu thủ châu Phi, và nó được đem sang châu Á như là Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc vân vân. Thì bây giờ thì cái thời gian nó đã hơn 10 năm rồi. Cái sự thay đổi nó rất lớn rồi. Bóng đá ngày nay thì nó đã được cập nhật và chúng ta bóng đá được xem là một cái được xem, người ta gọi là bóng đá là bây giờ là một cái nó gọi là nền bóng đá công nghiệp rồi. Thế thì cái việc đào tạo là training, là coaching, là huấn luyện là nó đã có sự thay đổi rất là lớn. À, chính vì mà cũng cái thời gian vừa qua thì chúng ta biết là Hoàng Anh Gia Lai thì Agribank Hoàng Anh Gia Lai thì nó cũng khó khăn. Do đó sau này thì cái việc mà đầu tư cho cái học viện bóng đá Agribank Hoàng Anh Gia Lai nó cũng ở một cái mức độ. Thế thì trong cái năm vừa rồi đó là được sự tiếp sức của Agribank thành lập một cái Agribank Hoàng Anh Gia Lai, và chúng tôi muốn là đây là một cái học viện đào tạo. Nó có hai cái hình thức đào tạo khác nhau, là chúng ta đang là một cái học viện. Học viện này được đào tạo theo một cái cách như là học viện BVF. Chúng ta biết là BVF là hiện nay là một trong ba cái học viện lớn của Á Châu. Thì học viện, khi anh đào tạo học viện thì cái cách đào tạo nó là khác, nó đào tạo toàn diện tất cả các cái vị trí và đào tạo gần như là một cái đội bóng. Thế thì trong 4 tháng vừa qua thì sự thay đổi nó rất lớn ở học viện Agribank. Các bạn anh lên đây cũng đã thấy. Thì chúng tôi nghĩ rằng là nó đào tạo theo một cái cách học viện, mà theo một cái chương trình hiện đại mới á, thì nó sẽ phù hợp cho cái nó phù hợp và nó sẽ cung cấp được cái lực lượng kế thừa cho cái đội Hoàng Anh Gia Lai của mình, đội Agribank Hoàng Anh Gia Lai. Yeah. Đó là cách vận hành của học viện Agribank Hoàng Gia Lai trong thời điểm hiện tại. Và cụ thể hơn về cái bộ máy tổ chức, về những cái phương châm, về triết lý thì có những cái điều gì thay đổi so với quá khứ không? Cái triết lý thì nó hết sức là rõ ràng. Ví dụ như là trong cái cách truyền đạt về cái bản sắc, rồi cái triết lý chơi bóng của Hoàng Anh Gia Lai, đầu tiên đó là phải là một cái đội bóng có văn hóa chiến thắng. Và cái đó là điều không thể thay. Ví dụ bây giờ mình dạy cho các cái cầu thủ phải có cái khát khao chiến thắng thì họ mới đem được cái đội bóng chiến thắng được. Thì cái điều này thì trước đây ở Hoàng Anh Gia Lai thì nó không được rõ lắm. Tại vì cái tiêu chí trước đây của Hoàng Anh Gia Lai là đào tạo cầu thủ có một cái nền tảng kỹ thuật, mà chơi bóng có tư duy tốt. Nhưng mà nó không có, và người ta cho rằng là khi cầu thủ bước ra đội bóng lớn thì nó mới có huấn luyện viên của đội bóng lớn, người ta mới truyền đạt cho cái khát khao giống như chơi bóng đá như một chiến binh. Thì cái sự lẫn lộn đó nó làm cho cái thời gian vừa qua là Hoàng Anh Gia Lai là cái tinh thần chơi bóng thì tốt, nhưng mà cái khát khao, và từ cái khát khao đó người ta có một cái phương pháp để cho cầu thủ ra sân chơi như những chiến binh. Thì tôi nghĩ rằng là khi thay đổi điều đó là đầu tiên phải thay đổi cái đội 1, mà tôi là đang làm huấn luyện viên của đội 1. Thì tôi nghĩ rằng là và nó có nhiều cái cách, thí dụ như là trong cái quá trình mà trước đây với GMG thì về cái nguyên tắc dạy về chơi phòng ngự thì nó lại cũng nó không được rõ ràng. Nên hầu như các em mà từ GMG mà chuyển sang chơi cho đội 1 thì dầm nắm bắt các nguyên tắc phòng ngự là nó các em chơi thì có cái kỹ thuật, chơi ban bật chơi rất là kỹ thuật,
nhưng mà cái cách phòng ngự đối với các cái cầu thủ thì đó là trong một trong cái khuyết điểm lớn nhất mà trong cái thời gian từ 2015 khi mà lứa Công Phượng Xuân Trường ra chơi ở V-League cho đến 2000 cho đến thời điểm này là chỉ có cái mùa 2021 thì các em chơi rất là tốt, gần như là vô địch, nhưng mà năm đó là bị Covid, chứ còn lại là cái thành tích thì nó không có đạt. Bởi vì khi mà anh ra một cái đấu trường như V-League, một cái giải League mà nếu mà không có cái khát khao mà không đá như những chiến binh đó thì rất là khó, rất là khó. Thì cái đó là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là Hoàng Anh hôm nay phải cần thay đổi. Và chính vì vậy mà khi mà hình thành lại và tái cấu trúc và xây dựng lại cái học viện, cái điều đó là phải truyền đạt cho đến cái cầu thủ. Và trong 4 tháng vừa qua thì các em thi đấu giải thì các em cũng đã bắt đầu có những cái thay đổi, và đặc biệt là đội 1 là thay đổi rất là lớn. Ông cũng đã nói về đội 1 Everbank Hoàng Gia Lai trong thời điểm hiện tại. Thực ra thì cái chuỗi 9 trận toàn hòa và thắng đối với lực lượng đang có của Hoàng Gia Lai thực sự là được xem là kỳ tích. Dùng từ kỳ tích thì có lẽ là cũng không quá là phóng đại. Có những lý do về mặt chuyên môn thì chúng tôi rất là muốn nghe những cái chia sẻ về mặt chuyên môn, hoàn toàn về mặt chuyên môn, được không? Tôi nghĩ rằng là khi về đây thì tôi đầu tiên là tôi coi lại xem lại tất cả các trận đấu của Hoàng Anh Gia Lai ở cái mùa giải trước và mùa giải này. Thì hai mùa giải vừa qua thì nói là Hoàng Anh Gia Lai đá đẹp thì và đá kiểm soát thì nó chỉ ở một phần nào đó thôi. Vì khi mà đầu tiên là cái nền tảng thể lực của các cái cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai là rất là khó. Khi tôi về đây thì một số cầu thủ như là thậm chí như là Minh Vương, rồi Đình Lâm, rồi Thanh Sơn hay là tôi nói các bạn là bị béo phì. Việc đầu tiên là tôi cho toàn bộ là bác sĩ, đề nghị bác sĩ là mời các cái chuyên gia về y tế của Hà Nội, viện thể thao của Hà Nội vào để mà đo cái chỉ số của các cái cơ thể. Thì gần như là các bạn ấy là đều vượt cân. Và khi xem lại các cái giáo án tập thì mình cũng không chú trọng về nền tảng thể lực. Do đó các bạn thấy là khi mà review lại tất cả các cái trận đấu Hoàng Anh Gia Lai khi mà bị tấn công ở một phần xa sân nhà thì lúc đó là do cái nền tảng thể lực kém thì các bạn lại chuyển qua đá dài. Nghĩa là có một cái sự lẫn lộn, bữa là người ta cứ nghĩ rằng là Hoàng Anh Gia Lai là cái thời điểm vừa qua là đá kỹ thuật đá dài, nhưng mà cái nền tảng không có thì anh chỉ đá được trong một số thời điểm thôi. Nhưng còn mà một trận đấu thì diễn ra 90 phút. Cái việc đầu tiên thì tôi nghĩ là phải cải thiện về thể lực. Thì vì điều thứ hai đó là cái khát khao. Nhưng là cái câu chuyện của Minh Vương nói với Minh Vương sau này kể lại cho tôi nghe là trong cái trận đấu mà đá với Bình Định hay sao. Thế là Minh Vương bóng thấy khi mà Bình Định cướp được bóng và triển khai tấn công lên thì Minh Vương nói là không đủ sức để mà theo. Thế thì Tuấn Anh mới nói Vương ơi mày đá gì là chết thôi. Thế là một cái câu chuyện đó để cho thấy rằng là, và khi mà xem cái chỉ số GPS mà chúng tôi có cái một cái chỉ số GPS trên cái áo tập á, thì gần như là đều ở trung bình là chỉ khoảng 7.500 mét. Thì cái một trận đấu mà cái khối lượng cái lượng vận động mà anh chạy với cái đó trung bình của một đội bóng như thế này nó cũng không bằng một đội trẻ, rất là thấp. Nếu mà so với cái đội bóng mà BVF mà tôi từng làm chủ tịch ở ngoài đó thì nó thấp hơn rất là nhiều. Những cái con số đó nó biết nói vậy. Thì tôi thấy rằng là đó là những cái nguyên nhân. Bởi vì bóng đá ngày nay thì những cái con số nó nói hết. Nó nói ra hết. Thế thì tôi nghĩ là và trong một cái tháng, tôi nhớ là trong cái tháng đó chỉ có một mình Tuấn Anh là đi tập, đi đội tuyển thôi. Thế là khi mà nhận chính thức về làm cho Hoàng Anh Gia Lai thì tôi xây dựng một cái chương trình. Tôi gọi là cái đó là chương trình, đó là chương trình chuẩn bị, pre-season chuẩn bị. Thì lúc đó tập gian khó lắm, tập rất là khó khăn. Bởi vì bác sĩ và một số trợ lý ở đây nói tôi rằng là chưa bao giờ mà đội Hoàng Anh Gia Lai tập như vậy. Nhưng mà tôi cũng động viên mà nói các em là nếu mà chúng ta mà không tập như vậy thì chúng ta không thể nào đá được. Đặc biệt là lực lượng năm nay là các anh lớn đi. Thì lúc đó thì lúc rồi Tuấn Anh chưa đi, thì còn lại là Tuấn Anh, Minh Vương, Châu Ngọc Quang. Thì và gần như các cái buổi tập á, thì các bạn tập, tôi xem một cái buổi tập của các bạn lên đây, tôi xem một cái buổi tập. Thì trong cái buổi tập á, là cái việc mà tranh cướp rồi mất bóng để thu hồi, gần như là khi mất bóng là đứng. Tôi mới nói rằng là nếu mà đá cái kiểu này thì rất là khó thắng. Bây giờ bóng đá ngày nay nó không phải đơn giản là khi bạn có bóng thì bạn đá, mà 50% còn lại là bạn mất bóng thì bạn làm gì. Bởi vì cái việc mà mất bóng hay việc không có bóng để người ta lấy lại bóng để người ta bắt đầu sẽ triển khai đá, thì đó là cái điều mà quyết tâm làm. Quyết tâm làm thì trong một tháng đó
một tháng đó tập thì tôi nhớ là sau đó là nghỉ Tết một tuần, quay trở lại đá với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Thì trận đó là chúng tôi kiểm soát bóng nhiều hơn, chơi tốt hơn, đá sân khách, nhưng mà thua một cái bàn, mua một cái bàn rất là rất là non kinh nghiệm. Bóng Phi Sơn truyền vào trong thì không có ai tranh chấp hết. Thế lại tiếp tục hai trận hòa, nhưng mà chúng tôi rất là kiên định, và tôi cũng nói cầu thủ là cả một cái giải đấu dài chứ không phải một hai trận rồi chúng ta mới chơi với nhau. Thế thì từng trận thì, và cái triết lý mà lúc đó, cái triết lý mà tôi đã từng, đối với tôi là tôi nói là bây giờ cứ tiếp cận một, có một điểm thì có ba, còn bây giờ mà vào trận đấu mà với cái lực lượng mình như thế này mà tiếp cận mà thắng ba thì rất là khó, là sẽ mất tất cả, mất trắng. Tôi lấy một cái thí dụ là, ví dụ tôi hỏi một cầu thủ là cái con tàu mà nó đang chìm thì lý do là cái gì, thì mọi người nói là do tàu lũng thì nước nó chìm. Bây giờ nước nó chìm mà các bạn cố gắng để chạy thì chắc chắn là tàu nó chìm trước, thì tốt nhất là bây giờ phải giá cái lỗ đó và tát nước ra ngoài. Và khi con tàu nó vững chãi, có thể các bạn đang theo sau người ta vững chãi thì các bạn sẽ tiến lên. Quay trở lại vấn đề, những cái vấn đề nó liên quan đến cá nhân của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành, cái khó khăn của ông trong những ngày đầu tiên đến với câu lạc bộ này. Chúng tôi có tiếp cận được một số thông tin từ người, thậm chí là những người làm truyền thông, họ có những cái ác cảm hoặc là họ có những cái góc nhìn nó không tươi sáng. Ông đã phải vượt qua những cái sức ép từ truyền thông như thế nào? Tôi đã từng làm Sài Gòn FC thì đúng là cái không phải truyền thông của nước mình mà truyền thông ở thế giới và bóng đá này thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là đó thì chỉ là một số ít thôi, số ít thôi. Bởi vì họ, tôi có một cái văn hóa của tôi là tôi hay nói thẳng và nói thật, và tôi làm những điều mà tôi cho nó là tốt. Và đặc biệt là khi tôi làm ở câu lạc bộ nào thì tôi muốn câu lạc, tôi cũng toàn tâm toàn ý với câu lạc bộ đó. Như về Sài Gòn FC, cái mùa tôi còn nhớ là về đầu tiên là tôi là người ra gặp anh Hiển để mua cái đội Sài Gòn FC. Thì khi lấy Sài Gòn FC về thì khi mình góp ý với ban huấn luyện, thì lúc đó là ban huấn luyện này ở Việt Nam là lúc cái thời điểm đó là cái trend về huấn luyện là người ta không sử dụng cái công nghệ, vẫn là cái cách truyền thống. Thì tôi góp ý thì mọi người là không lắng nghe. Thì tôi hỏi, ủa sao tôi là chủ tịch mà tôi góp ý không lắng nghe? Và đặc biệt là khi tôi phát hiện rằng là cái phương pháp huấn luyện đó là nó rất là cũ kỹ. Và lúc đó thì tìm huấn luyện viên rất là khó, mà tôi phải nhảy vào. Thế thì cái việc mà tôi vào làm, cái thái độ mà khi mà tôi về tôi làm căng như vậy thì chắc chắn là sẽ có một số người ta không thích. Nhưng mà mùa giải Sài Gòn FC năm đó là thay đổi cả một, bây giờ đó là một cái trend cho huấn luyện của Việt Nam. Nghĩa là lúc đó là bài tập được xem trước, design, nghĩa là thiết kế một bài tập theo một cái triết lý của mình, đã phòng ngự phản công. Lúc đó tôi, lực lượng của Hoàng Anh Gia Lai nó, Sài Gòn FC năm đó thì cũng giống như Hoàng Anh Gia Lai năm mùa này, giống như vậy. Nó lực lượng thì nó không tốt, nhưng cầu thủ thì cũng không phải tên tuổi. Thì mình xây dựng, mình thay đổi. Và khi mà đến cái mùa 2022 là tôi mạnh dạn là tôi thay đổi tới 21 cầu thủ để làm theo cái triết lý mà mình cần. Và khi về Hoàng Anh Gia Lai, trước khi mà nghỉ thành phố Hồ Chí Minh á, thì tôi có một cái lời mời với một cái đội bóng. Và tôi lưỡng lự, tôi nghĩ rằng là tôi rất là lưỡng lự. Thì lúc đó Bầu Đức có gặp tôi và trao đổi, thì đầu tiên là tôi nghĩ là tôi lên đây là để giúp Kia Thị Sắc. Và tôi yêu bóng đá trẻ và tôi cũng muốn là làm lại cái tái cấu trúc lại và làm cho bóng đá trẻ nó tốt hơn cái học viện. Thế thì cái con đường nó đẩy mình là trở thành huấn luyện viên của Hoàng Anh Gia Lai. Với một cái người làm, tôi nghĩ là với một cái người làm bóng đá thì không nên quan tâm quá nhiều với mạng xã hội. Và chúng ta thấy rằng là tôi có thể nói thẳng là ngay từ ông Philippe Chuse, có nghĩa là khi anh quan tâm quá nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều về cái tính kiên trì của anh với đội bóng. Nên là anh đặt ra một cái mục tiêu, anh đặt ra một cái định hướng rõ ràng cho cái việc anh làm, thì nếu mà anh bị sự chuyển, thí dụ như vừa qua này một số người thì rất là ác ý nói là Hoàng Anh Gia Lai đá cái kiểu xấu xí đó, đã xấu mà thật sự không phải. Thế thì một số cổ động viên nói với tôi là họ thích cầu thủ vào đá như những chiến binh hơn, họ thích cầu thủ vào bởi vì tiếng Anh họ gọi là football match, có nghĩa là trận đấu, mà đã là trận đấu thì là phải là chiến binh, anh vào trận đấu là phải có người thắng, trận đấu là phải có. Thì
thì nếu không vào sân với một cái tinh thần chiến binh, không vào sân, và bóng đá hiện đại ngày nay là không phát triển, anh có cầm bóng, anh đá nó, bóng đá tài tử. Football, bóng đá nó không phải ngày nay người ta cứ định nghĩ nó là cái game là không đúng. Game nó chỉ là một cái trò chơi thôi. Match. Mà nó là football match, nghĩa là anh phải, không phải là anh vào chơi để mà anh enjoy, anh cầm bóng anh đá, không phải vậy. Mà nó là một cái cuộc chiến. Và gần như là lúc đó là tinh thần các cầu thủ của EV Bang Hoàng Angelai là nó đi xuống lắm. Có nghĩa là họ không còn tin nữa rằng là họ có thể làm được gì. Và với một cái người tôi thì có kinh nghiệm về là chuyện động lực, chuyện thì tôi từng ngày và trao đổi rồi trao đổi rồi động viên họ và cái cách làm. Tôi nghĩ rằng là hiện nay các cầu thủ EV Bang Hoàng Angelai là với tôi là có một cái hợp tác rất là tốt, không chỉ hợp tác trên sân mà hợp tác bằng cái sự hiểu ý nhau về cái tình cảm nữa. Chính cái điều đó là tôi cho rằng đó là cũng một cái điều thành công, một cái điều rất là thành công. Và khi mà lúc đó chỉ có một cái duy nhất thôi, tôi đã từng nói rằng là nếu mà trong bóng đá mà anh không có thành tích thì anh sẽ khó nói được những cái dự án khác. Thế thì cái đội một và dám cho các bạn trẻ đá thì những cái cầu thủ từ U21, U19, U17, U15 mà này có cái động lực rất là lớn. Các em hàng ngày có khi là các em tập xong rồi các em xem các anh lớn tập. Thậm chí là ban huấn luyện của các cái đội trẻ là khi tập xong thì cũng ra xem ban huấn luyện đội lớn tập. Có nghĩa là chúng tôi bây giờ là gần như là thống nhất với nhau là một cái triết lý. Tôi cho rằng là đó sẽ là một cái điều kiện. Một cái điều kiện nữa là đối với Hoàng Angelai, các bạn ở đây cũng thấy là đây là một trong những cái môi trường bóng đá rất là lành mạnh. So ra với các đội khác thì nó có một cái lợi thế là các em chỉ ăn ngủ vào bóng đá. Và phải nhìn nhận là cái nền tảng mà trước đây Bầu Đức xây dựng là các em học hành rất là tốt. Thậm chí là gần như các cầu thủ Hoàng Anh Lai có thể nói chuyện bằng tiếng Anh rất là... có thể đàm thoại tiếng Anh. Nên các bạn thấy là ở dưới đội bóng lớn, ví dụ như là Quang Nho, Đình Lâm là có thể trao đổi tiếng Anh với Jairo, Gabriel, với Giao rất là bình thường. Thì cái đó là một cái thuận lợi. Và khi mà có một cái sự thay đổi mới như thế thì các cái cầu thủ họ rất là cầu thị. Và rất là muốn cống hiến và muốn... Và cái điều nữa là tôi cho rằng là thành công ở cái chỗ là tôi nghĩ là luôn luôn thành công là vì các em nó rất yêu Hoàng Anh Gia Lai. Yêu quê Hoàng Anh Gia Lai. Yêu lắm. Yêu cái nơi này lắm. Cái nơi này là cái ngôi nhà thứ hai của các bạn. Nhiều cầu thủ nói với tôi là ở đây nhiều hơn. Tôi từng làm Sài Gòn FC hay là Thành phố Hồ Chí Minh thì tôi thấy rằng là các cầu thủ EV Bang Hoàng Anh Gia Lai họ có một sự hy sinh lớn hơn rất là nhiều. Thì các anh thấy tối là lên đây ở thì chỉ ăn cơm mà sinh hoạt ở đây. Có những cái công việc mà cần giải quyết riêng thì có thể về ở Pleiku cách đây khoảng chừng 15 cây số. Thế thì cái điều đó nó sẽ giúp cho những cái gì mình thay đổi mà đúng định hướng, đúng cái cách mình thay đổi thì tôi nghĩ là nó sẽ tiến bộ. Và đó là cái điều mà các em vào sân lực lượng thì không, lực lượng EV Bang của Anh Gia Lai là non nớt kinh nghiệm. Thì mà nó có một cái thành tích đó. Thì cái thành tích đó thì nó cũng không phải là một cái thành tích nó quá lớn, nhưng mà nó là cái cơ sở để mà cho Hoàng Anh Gia Lai, EV Bang của Anh Gia Lai chủ hạng năm nay và năm tới sẽ có một cái định hướng, có một cái mục tiêu nó lớn hơn. Như vậy là tổng hợp những vấn đề tích cực, những cái giá trị đã có sẵn cộng với những điều mới mẻ theo triết lý, theo cái cách nghĩ và cách vận hành của ông, thì hiện tại EV Bang Hoàng Anh Gia cũng là một đội bóng rất là khó chơi tại V-League và đạt được chuỗi 9 trận hòa và thắng bất bại như vậy với 4 chiến thắng và 5 trận hòa, một điều rất thành công. Và hy vọng rằng năm nay thì Hoàng Anh Gia sẽ đạt được mục tiêu trước mắt như huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cũng đã nói, đó là vừa xây dựng mà vừa đảm bảo được vị trí của mình ở V-League 1 và sẽ có những chuẩn bị tốt cho những cuộc chiến tiếp theo, những cái mục tiêu cao ở mùa giải 2024-2025 sắp tới. Cảm ơn huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đã dành thời gian để trao đổi với chúng tôi và cảm ơn quý vị và các bạn cũng đã theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.